Sáng 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đưa vụ án tỉnh thất Bồng Lai ra xét xử. Từ 7 giờ, người dân đã tập trung đông đúc chờ xem. 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án tỉnh thất Bồng Lai đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đề nghị hoãn phiên xử, nhưng tòa vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử theo đúng lịch. 8 giờ 30, tòa mới chính thức xử án, nhưng từ 7 giờ, người dân đã tập trung đông đúc để chờ xem. Tuy nhiên, công tác an ninh được lực lượng cảnh sát thắt chặt ngay từ cổng ra vào. Cáo trạng xác định, năm 2016, Lê Tùng Vân, các bị can cùng một số người khác đến ở tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do bị can Cao Thị Cúc làm chủ nhà. Bị can Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là tỉnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can trên đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc lên mạng xã hội nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.